Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Duy Nhật Cần Thơ bên em, và hôm nay thì shop sẽ tiếp tục lên những cái sản phẩm mới ha. Số điện thoại đặt hàng 0973952507, cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho shop hoặc nhắn tin qua Zalo. Đầu tiên đó là một chiếc túi style da đen, kích thước bề ngang là 38, chiều cao 27 và bề dày là 8, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một ngăn ở đây, thì bên trong một khóa kéo miệng, hai ngăn nhỏ đây và một khóa kéo miệng đây, lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây là sạch đẹp, lót bên trong là lót vải để mình xách tay và đeo chéo. Ở đây mình sẽ gài lại như thế này đó, để mình xách tay da đang lại với nhau. Dây đeo chất liệu là vải dù, lên nhịp shop một mã là 8846408, 8846408. Và một chiếc túi để mình xách tay có thương hiệu ha, màu này là màu xanh, thương hiệu Cararo Kingdom. Và chất của cái màu này là màu xanh coban ha, màu xanh đặc trưng coban rất là đẹp. Và chiếc túi này thì chưa đụng form hết ha. Bề ngang là 37, chiều cao 27 và bề dày là 9, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok ha. Chất da khá là đẹp và một khóa kéo miệng đây. Bên trong lót vải sạch đẹp và dây đeo chất vải dù. Một ngăn đây là sạch đẹp á, thương hiệu Cararo Kingdom. Cararo Kingdom, một ngăn chuyên dụng đựng laptop và một khóa kéo miệng đây, dập một phân hiệu, đây là miếng tách da, hai ngăn nhỏ, sạch đẹp ha. Tách da rất là ok ha. Da. Đây, đây là miếng tách da. Và để mình xách tay và đeo chéo. Lên nhịp shop một mã là 8256 ha, 500. 8256500. Và một chiếc túi để mình xách tay và đeo chéo, sẽ có một cái thương hiệu ở đây, kích thước của chiếc cặp này, bề ngang là 40, chiều cao là 28 và bề dày là 10, để mình xách tay và đeo chéo. Chiếc túi này thì khi về hàng thì nó sẽ có những cái lon lon màu đen, do quá trình về bị những túi khác ái qua thì nó sẽ ghép qua, thì nó sẽ có những cái lon lon màu đen như thế này. Này, túi này đặc biệt là màu nâu ha, nâu lon đen, sẽ có thương hiệu đắp lên đôm còn mã code và một khóa kéo mềm. Bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây để đựng laptop và một khóa kéo mềm, lót bên trong lót vải sạch đẹp ha, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên nhìn shop một mã là 8813, 8813. Hôm nay shop giảm còn 500, 8813 500. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo, chất da canvas của hãng Binboli, dây đeo dập hiệu thương hiệu hãng. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 38, chiều cao 27 và bề dày, bề dày là 9, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một ngăn đây x500 và một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong một ngăn đây để mình gài lại và hai ngăn nhỏ đựng bút đựng viết và một khóa kéo miệng đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp, dập thương hiệu Binboli, xách tay vào đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã 8843, 8843408. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất da canvas có thương hiệu ha, thương hiệu này của Pháp,
sách tay, kích thước của chiếc túi bề ngang là 29, chiều cao là 23 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này xinh xắn, và sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây để hết 500 dập một cái thương hiệu. Bên trong một ngăn và một ngăn và một khóa kéo miệng và một ngăn đây, sạch đẹp hết á, dập một cái thương hiệu ở đây của Pháp. Để mình xách tay rất là ok. Lên nhìn shop một mã là 8746 400, 8746 400. Và một chiếc cặp để mình xách tay, thương hiệu có chữ H đặc trưng, da dày dặn chắc chắn. Kích thước của chiếc cặp này bề ngang là 37, chiều cao 28 và bề dày là 9. Để mình xách tay và đeo chéo, và sẽ có một và ngăn đây hết 500 và một ngăn ở đây hết 500, có hai cái khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong có một khóa kéo miệng đây, lót bên trong là sạch đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ đây và một khóa kéo miệng là sạch đẹp. Thương hiệu Hermes của Pháp, Made in France. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã 8782 700, 8782 700. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo chắc da khá là đẹp á, sẽ có một cái thương hiệu ở đây. Kích thước của chiếc túi này bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao là 28 và bề dày là 9. Xách tay và đeo chéo rất là ok, và sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây, hai ngăn sạch đẹp, và dây đeo chất vải dù, sẽ có một khóa kéo miệng đây. Bên trong một ngăn đây đựng laptop ra, và hai ngăn nhỏ đựng bút đựng viết, và một khóa kéo miệng là sạch đẹp hết. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok, và một ngăn đây là sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 8259 500, 8259 500. Và một chiếc túi để mình xách tay phơm hộp á, kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 30, chiều cao là 15 và bề dày là 12. Để mình xách tay như thế này là xinh xắn, và dập một cái thương hiệu ở đây, sẽ có hai cái nút hít 500. Thì bên trong, bên trong là lót sạch đẹp, và một khóa kéo miệng đây là sạch đẹp á. Dập một cái thương hiệu ở đây, nó sẽ có hai cái nút hít 500 để mình xách tay đi tiệc vintage như thế này. Và phía sau đây nó sẽ còn có một ngăn nữa ha. Nên nhập shop một mã là 8748 400, 8748 400. Và cái đến đó là một và chiếc túi xách tay chất da thương hiệu Kitamura, khá là đẹp. Kích thước của chiếc túi bề ngang 18, bề dày 12 và chiều cao là 15. Để mình xách tay như thế này là xinh xắn, và phía sau sẽ có một ngăn ở đây, bên trong là sạch đẹp á, và một và ngăn đây hết 500. Thì bên trong là lót vải sạch đẹp, dập thương hiệu Kitamura ở bên trong, và có một khóa kéo miệng ha. Đây, để mình gài lại chắc chắn. Lên dùm shop một mã 8754 ha, 400, 8754 400. Và một chiếc cặp có thương hiệu, chất này là chất da dập vân ha, da dập vân rắn.
kích thước của chiếc cặp. Bề ngang, bề ngang là 41, chiều cao 33 và bề dày là 6. Để mình xách tay rất là ok, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong một ngăn là sạch đẹp, và một ngăn này là sạch đẹp hết ha. Và một khóa kéo miệng. Bên trong là lót vải sạch đẹp. Và một hai ngăn đây dập một cái thương hiệu để mình xách tay rất là ok. Ở đây nó sẽ có những cái vết chày nhẹ thôi, mình nhìn kỹ mới thấy thôi. Lên dùm shop một mã 8323, hôm nay shop giảm còn 500, 8323 500. Và một chiếc túi xách tay chất da khá là đẹp. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 32, chiều dày 23 và chiều cao 23 và chiều dày là 16. Để mình xách tay như thế này là xinh xắn. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp á. Và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết. Dập một cái thương hiệu ở đây. Lên dùm shop một mã 8845 408, 8845 408. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo chất da khá là đẹp ha. Kết hợp giữa màu vàng và màu xanh. Kích thước của chiếc cặp, bề ngang là 38, chiều cao 27 và bề dày là 8. Để mình xách tay vào đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một ngăn ở đây. Thì bên trong sẽ có một ngăn này để đựng laptop. Lót bên trong lót vải, hai ngăn nhỏ đây và một khóa kéo miệng là sạch đẹp hết ha. Chất vải rất là ok. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Và một ngăn nhỏ đây là sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 7055, hôm nay shop giảm còn 500, 7055 500. Và một chiếc túi xách tay da chim cong form cup, xách tay đi tiệc ha, nhỏ xinh. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 29, chiều dày là 7 và chiều cao là 20. Để mình xách tay như thế này da khá là đẹp. Và sẽ có một cái để mình mở ra. Thì bên trong một ngăn đây, và bên trong tặng kèm một cốp để đựng tư trang da chim cong và một mắt kính ha, xịn sò ha, bọc da chim cong hết. Bên trong sẽ có một ngăn, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây là sạch đẹp. Nếu mình gài lại này là chắc chắn hết, da xịn sò. Lên dùm shop một mã là 8168 ha. Hôm nay shop giảm còn 500, 8168 500. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo chất vải dù, sẽ có thương hiệu Lee Sport ha. Ở đây là cái màu túi nó sẽ lon lon ha. Này là màu vàng và ở đây nó hơi đậm màu, thương hiệu Lismos. Kích thước của chiếc túi,
bề ngang 33, chiều cao 21 và bề dày là 12, để mình đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một ngăn đây, góc bên trong sạch đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha, và một khóa cái nguyện đây là sạch đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp, và một khóa cái nguyện là sạch đẹp, để mình đeo chéo rất là ok. Anh đây nó sẽ lon lon như thế này. Lên nhịp số một mã là 8614 ha, 108. Hôm nay sắp giảm còn 150 thôi. 8614 150. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo thương hiệu Boston Ten. Thương hiệu Boston Ten ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 42, chiều cao 28 và bề dày là 7, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, thì bên trong lớp vải sạch đẹp, và một ngăn đây lớp vải sạch đẹp, dây đeo chất vải dù ha, dạp thương hiệu Boston Ten. Và đây là miếng tách da đây, chắc là da bò à ha. Bên trong sẽ có một ngăn chuyên dụng để đựng laptop Boston Ten, thương hiệu của Ý, hai ngăn nhỏ đựng bút đựng viết Boston Ten Made in Italy, và một khóa cái miệng đây là đẹp hết ha. Lên nhịp số một mã là 8294, hôm nay sắp giảm còn 500. 8294 500. Và một chiếc túi để mình xách tay, chắc da full da toàn bộ ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 23, chiều cao 20 và bề dày là 13, để mình xách tay như thế này, da thật toàn bộ ha. Và sẽ có một ngăn đây, ở đây là lót phun sơn ha, lót phun sơn, và bên trong một ngăn lót phun sơn. Thì lót này nó sẽ không có dính, thường lót phun sơn ở bên Nhật ha, thì khí hậu lạnh thì họ xài lót phun sơn rất là phổ biến. Này là lót phun sơn không có dính, cái kiểu nó sẽ vintage ha, cổ cổ. Lên nhịp số một mã là 8724 303, hôm nay sắp giảm còn 250 thôi. 8724 8724 250. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo thương hiệu Coach ha, thương hiệu Coach Mỹ. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 38, chiều cao 26 và bề dày là 7, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, thì bên trong một ngăn ba ngăn là sạch đẹp ha, và một ngăn đây là sạch đẹp, và một khóa kéo miệng thì bên trong lót là sạch đẹp hết ha. Hai ngăn nhỏ đây, và một khóa kéo miệng thương hiệu có tới đây, lót là lót vải sạch đẹp, xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên nhìn shop một mã 8780 8780 700, hôm nay sắp giảm còn 600 thôi. 8780 600. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay chất vải bố thương hiệu Binbuli. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là
40, chiều cao 28 và bề dày là 7, để mình xách tay và đeo chéo. Và sẽ có một ngăn ở đây, một ngăn đây hết 500 và một ngăn đây hết 500, và sẽ có một cái khóa kéo miệng, thì bên trong một ngăn và một ngăn. Lót bên trong là lót vải dập thương hiệu, đường bút đường viết sạch đẹp, xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã 7630 600, hôm nay sắp giảm còn 400 thôi. 7630 400. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay. Chất của chiếc túi này là chất dập vân ha, dập vân 6. Màu này là màu xanh. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao là 22 và bề dày là 10, để mình xách tay như thế này. Và phía sau sẽ có một khóa cá quẹn, thì bên trong một ngăn, và mình mở ra ở đây nó sẽ có những cái vớt ha, vớt va vấp. Và bên trong một ngăn, một ngăn và một khóa cá miệng dập thương hiệu Aroma, sạch đẹp hết, để mình xách tay đi tiệc. Lên nhìn shop một mã là 8165, hôm nay sắp giảm còn 450 thôi. 8165 450. Và cái đến đó là một chiếc túi để mình xách tay, chất da khá là đẹp, có thương hiệu dập nổi đây. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 29, chiều dày là 11 và chiều cao là 20. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một khóa kéo miệng này, thì bên trong một ngăn là sạch đẹp hết. Và một khóa kéo miệng ở đây thì sẽ dập một cái thương hiệu, lót bên trong là sạch đẹp. Và một khóa kéo miệng đây, lót sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay như thế này là sạch đẹp. Ở đây mình sẽ đánh xi lại ha, khi mà giao tới khách. Lên dùm shop một mã là 8736 400, 8736 400. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay, chất là chất vải, xách tay và đeo vai. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 31, chiều cao là 30 và bề dày là 6, để mình xách tay và mình đeo vai. Chất vải sạch đẹp, và một ngăn và một ngăn và một ngăn, thì bên trong là lót da ha, là sạch đẹp hết ha. Form này là form tote, bên đây này sẽ có một cái ngăn nữa là sạch đẹp, để mình gài lại chắc chắn. Lên dùm shop một mã 8605 250, 8605 250. Và một chiếc cặp chất da rất là đẹp, để mình xách tay và đeo chéo. Kích thước của chiếc cặp bề ngang là 40, chiều cao 27 và bề dày là 8. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Sẽ có một ngăn đây hết 500, một khóa cá miệng sạch đẹp đó. Và một ngăn đây là sạch đẹp, và một khóa cá miệng, thì bên trong hai ngăn nhỏ. Ở đây nó sẽ có cái lỗi ngay chỗ này ha, thì shop sẽ bán giảm sau chiếc túi này. Thương hiệu có một ngăn ở đây là sạch đẹp hết.
để mình xách tay và mình đeo chéo, rất là ok. Lên dùm shop một mã 8816 ha, hôm nay shop giảm còn 300 thôi, 8816 300. Và một chiếc túi xách tay chất da là điểu, để mình xách tay như thế này xinh xắn. Sẽ có rất là nhiều ngăn để mình đựng đồ. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 33, chiều dày là 13 và chiều cao là 24, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa cắn miệng ở đây, thì bên trong lớp vải là một khóa cắn miệng, bên trong lót sạch đẹp và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha, và một khóa cắn miệng, một ngăn đây sạch đẹp và một khóa cắn miệng đây, thì bên trong sẽ có một khóa cắn miệng, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết. Da đà điểu thật, lên nhìn shop một mã là 8115 8115, hôm nay shop giảm còn 600. Và một chiếc cặp để mình xách tay và đeo chéo, chất da rất là ok. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 40, chiều cao là 30 và bề dày là 7, để mình xách tay rất là ok. Và sẽ có một ngăn ở đây, hai nút khích 500 và một khóa cắn miệng, bên trong lớp vải sạch đẹp và một ngăn đây và hai ngăn nhỏ và một khóa cắn miệng. Đây là miếng test da, da thật toàn bộ hết ha, để mình xách tay rất là ok. Và phía sau sẽ có một ngăn đây là sạch đẹp, chất da khá là đẹp. Lên dùm shop một mã 8248500 8248500. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo thương hiệu Zepwork, chất da da bò. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 36, chiều cao 26 và bề dày là 8, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa cắn miệng ở đây, thì bên trong lớp vải sạch đẹp và một khóa cắn miệng ở đây, lớp vải sạch đẹp và một ngăn đây, sẽ có một ngăn chuyên dụng để đựng laptop đó, và một khóa cắn miệng. Thì bên trong lớp vải sạch đẹp nhập thương hiệu đây, Zepwork, xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên nhìn shop một mã là 8283 500. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay chất da tổng hợp dập vân 6. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 33, chiều dày 14 và chiều cao là 20, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một nút khích 500 và một nút khích 500 và một ngăn đây, thì bên trong là sạch đẹp hết, ngày lại chắc chắn như thế này. Lên dùm shop một mã là 7914 ha, 7914, hôm nay sắp giảm còn 200. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo, kích thước của chiếc túi, bề ngang 41, chiều dày là 6 và chiều cao là 28, để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Và thương hiệu Figure dập nổi đây, sẽ có một khóa cắn miệng đây, thì bên trong một ngăn đây để đựng laptop, hai ngăn nhỏ và một khóa cắn miệng. Lót bên trong lót vải sạch đẹp, dập một cái thương hiệu Figure, đây là miếng test da. Ở đây đựng cạc visit xách tay tùy thân, xách tay và đeo chéo. Lên dùm shop một mã 8262 500 8262 500. Và một chiếc
cặp để mình xách tay, rất là ok. Kích thước bề ngang 42, chiều dày là 10 và chiều cao là 31 để mình xách tay như thế này. Sẽ có một thương hiệu ta keo hiệp nổi đây và một ngăn đây, nó bên trong là sọc đẹp á, hai thương hiệu ta keo và một ngăn đây. Từng cặp visit chính là tiền thân, đừng bút đừng viết, và một ngăn đây là bự nhất. Thì bên trong đó sạch đẹp hết, một ngăn và một ngăn là sạch đẹp hết. Lên nhìn shop một mã là 8767 ha, 700. Hôm nay shop giảm còn 600. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Và số điện thoại đặt hàng 0973 952507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.